Thân chào quý phụ huynh cùng các em học sinh khối 2 thân mến. Tiết học luyện từ và câu của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ học bài mở rộng vốn từ, từ ngữ về sông biển, đặt và trả lời câu hỏi vì sao. Chúng ta qua phần bài tập nhé. Chúng ta vào bài tập số 1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển. Cô có từ mẫu, tàu biển, biển cả. Ở đây, cô có hai cột. Cột thứ nhất là tiếng biển đứng ở phía sau. Cô có từ mẫu là từ tàu biển. Cột thứ hai, tiếng biển đứng ở phía trước. Cô có từ mẫu là từ biển cả. Bây giờ, bằng vốn hiểu biết của các em hãy suy nghĩ và tìm giúp cô những từ ngữ để điền vào hai cột cho thích hợp nha. Chúng ta có khoảng 1 phút để làm việc này ha. Bây giờ sẽ là những gợi ý của cô nha. Và các em xem đáp án của mình có giống với gợi ý của cô không nha. Cột thứ nhất là tiếng biển đứng ở phía sau. Cô có những từ như vùng biển, gió biển, cá biển, bờ biển, sóng biển, bãi biển, mặt biển, sao biển, cua biển, ốc biển, muối biển. Cột thứ hai, tiếng biển đứng ở phía trước. Cô có từ biển hồ, biển đông, biển xanh, biển khơi. Các em xem có giống đáp án của cô không nha. Bây giờ cô sẽ cho các em quan sát một số hình ảnh về biển nha. Đây là hình ảnh của bãi biển ha. Mọi người đang tắm biển trước bãi biển. Đây là một hình ảnh của chiếc tàu biển. Và đây là bờ biển. Dưới đây là một số hình ảnh của các con vật dưới biển nha. Sứa biển, rùa biển, sao biển, cá biển. Đây là những hình ảnh về biển như cát biển, sóng biển, bão biển, đáy biển. Và thì trên bài tập 1 chúng ta đã tìm hiểu một số kiến thức về biển. Thì tiếp theo để hiểu rõ hơn thế nào là sông, suối, hồ thì chúng ta cùng vào bài tập. Bài 2, nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B. Ở cột A thì chúng ta có những từ như suối, hồ, sông. Cột B chúng ta có những lời giải thích như câu A, dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. Câu B, dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi. Câu C, nơi đất trũng chứa nước tương đối rộng và sâu ở trong đất liền. Thì các em thấy suối, hồ, sông đều là những nơi có chứa nước. Hình ảnh của suối, suối thường chảy thành dòng và thường là ở đồi núi mới có suối ha. Còn hồ thường là ở trong đất liền và hồ thì cũng rộng và sâu, rất là sâu nha. Còn sông, sông thì cũng rất là sâu và trên mặt sông thì có thể những cái phương tiện giao thông có thể qua lại được. Thì với những cái lời giải thích sơ của cô thì chắc là các em cũng tìm được câu trả lời và các em cũng đã nói được rồi đúng không nè. Thì bây giờ các em quan sát nha. Câu suối chúng ta sẽ nói với câu B là dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi. Hồ là nơi đất trũng chứa nước tương đối rộng và sâu ở trong đất liền. Còn sông, sông là dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được ha. Ở đây các em quan sát thì sông, đây là dòng sông, là dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được, đó là con sông. Và hình ảnh mà các em được quan sát đây là dòng sông Hương. Dòng sông này rất nổi tiếng ở Huế với những cảnh đẹp, và gắn liền với dòng sông này là cây cầu Tràng Tiền rất là đẹp và nổi tiếng nha các em. Tiếp theo là
Trước mắt các em, đây là hình ảnh của một dòng suối. Thì suối, đó là dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi. Và đây là hình ảnh của dòng suối Mơ, cũng ở miền Bắc nước ta, rất là đẹp. Tiếp theo, nơi đất trũng chứa nước tương đối rộng và sâu ở trong đất liền. Đó là gì các em? Đó là hồ. Và hình ảnh mà chúng ta được quan sát ở đây đó là hồ Hoàn Kiếm gắn liền với sự tích hồ Gươm và là một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng ở Hà Nội, ở Việt Nam của chúng ta. Thì như vậy, các em thấy đó, đất nước của chúng ta có rất là nhiều thắng cảnh đẹp, có rất là nhiều sông suối gắn liền với những di tích lịch sử rất là nổi tiếng. Chính vì vậy, chúng ta phải có ý thức không vứt rác xuống kênh, ao, hồ, sông, suối để tránh ô nhiễm nguồn nước nhé. Và tiếp theo đây, cô sẽ hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi vì sao. Chúng ta cùng bước sang bài tập số 3 nha. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau. Việc của chúng ta là làm gì? Là đặt câu hỏi cho phần in đậm nha. Và ở đây cô có câu này. Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy. Như vậy, các em thấy nè, từ in đậm là cụm từ vì có nước xoáy. Cô sẽ thay cụm từ in đậm bằng từ để hỏi cho phù hợp. Sau đó, cô chuyển từ để hỏi lên đầu câu. Thì lúc này, cô sẽ có được một câu hỏi đầy đủ. Đây, cụm từ in đậm này, cô sẽ thay bằng cụm từ để hỏi. Ha? Và cô chuyển cái cụm từ đó lên đầu câu. Bây giờ, cô cho xuất hiện câu hỏi đây. Chúng ta sẽ có câu hỏi. Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? Hoặc chúng ta cũng có thể hỏi không được bơi ở đoạn sông này vì sao? Như các em như vậy á thì cụm từ để hỏi vì sao chúng ta cũng có thể để ở cuối câu ha. Và các em lưu ý cho cô một điều. Khi viết câu hỏi, các em lưu ý chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc là viết dấu chấm hỏi cuối câu nha các em. Đầu câu viết hoa và cuối câu phải có dấu chấm hỏi thì mới là một câu hỏi nha. Giờ rồi, bây giờ chúng ta cùng quan sát. Đây là bức hình vẽ một dòng nước xoáy rất là mạnh và rất là xiết. Thì nước xoáy là dòng nước chảy xiết, cuộn tròn, rất là nguy hiểm. Thì để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì chúng ta không nên đến gần những nơi có dòng nước xoáy nha. Thì tiếp theo, để khắc sâu hơn kiến thức vừa học, chúng ta cùng nhau vào bài tập số 4. Bài 4, dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau. Câu A, vì sao Sơn Tinh lấy được Mỹ Nương? Câu B, vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh? Câu C, vì sao ở nước ta có nạn lụt? Vậy các em thấy đó, thì chúng ta cũng đã học bài tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh. Các em hãy tìm những cụm từ chỉ lý do hoặc giải thích phù hợp để trả lời cho câu hỏi vì sao nha. Và khi viết câu thì chúng ta cần lưu ý viết dấu câu nha. Rồi, cô chắc là các em cũng đã có câu trả lời rồi đúng không nè? Giờ chúng ta vào câu thứ nhất. Câu A, vì sao Sơn Tinh lấy được Mỹ Nương? Câu trả lời của chúng ta là vì sao nè? Sơn Tinh lấy được Mỹ Nương vì đã đem lễ vật đến trước Thủy Tinh. Câu B, vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Vì sao vậy các em? À, vì thủy tinh dâng nước đánh sơn tinh vì tức giận không lấy được mỹ nương. Và câu C, vì sao ở nước ta lại có nạn lụt? Câu trả lời là ở nước ta có nạn lụt vì hàng năm thủy tinh đều dâng nước đánh sơn tinh. Như vậy, qua các bài tập này thì cũng đã kết thúc bài học của chúng ta hôm nay ha. Các em ở nhà cố gắng ôn bài và hoàn thành những bài tập nhé. Chúc các em luôn chăm ngoan học tốt. Hân chào các em.